tạm thời đang buộc áo. Đang lọt bên trong những con đi của mình. Vẫn đang xiên. Vẫn đang xiên với chim sẻ. Bây giờ phải lọt ruộng và xiên nốt cùng ai kia và Y phải đẩy đều lên. Và Y BB mang sang kê nhà cho tuyển bàn thầu. Ném dân ruộng đối phương. Chọc bãi gỗ này. Lọt rồi. Vâng, cung A vẫn đang là một áo đấy, tiểu bàn thầu. Thầu đang chuyển A để đỡ lại những con Y Max C. Nên ra 4 cho Y nhớ chim sẻ. Y đã, cung A đang là hai áo. Vẫn đang cố gắng vẩy E để lọt nhà đối phương. Tình huống vẩy E tốt đấy, thủ chim sẻ. Y đang có mặt ở đây. Y sẻ đang vào xiêm cung A đội bạn. Lọt tiếp nhà của game thủ tiểu bàn thầu. Một tơn đâm Y phải nói là cực kỳ nhói đấy chim sẻ. Và bây giờ với cái việc mà thầu đánh thủ như thế này thì sẽ không có cái gì công vào nhà chim sẻ cả. Em sẽ để Y liên tục lên nhà đối phương. Vẫn là những con cung A hai áo đến từ game thủ tiểu bàn thầu đang phải nằm xuống. Nhưng hãy nhớ rằng đội bạn có cả Y của BB bên này. Và sẻ vẫn đang xiên và có những muốn tách Y. Chúng ta đã là Y giáp 4 thì chúng ta cũng không hề xoắn những con Y của game thủ BB. Tiếp tục lọt nhà tiểu bàn thầu. Trận đấu này Sumer cho Mạnh Hào, Quân, đội bạn là Katasheng. Rồi Katasheng. Chúng ta là Mark này, Katha BB này, Mark Sum đối đầu với Katasheng. Rồi đó là Quân ở trận đấu này. Chung kết sớm nha, chim sẻ đang có Mạnh Hào sẽ đấu đầu tiên. Rồi mới thua hai trận đầu, anh em làm như thua cả kèo đấu không bằng, thần kinh mất. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Đây là bãi quả đầu đến từ game thủ Mạnh Hào, một bãi quả có 6 cây dành cho anh. Ở trong trận đấu này gỗ đầu gần thì bài Sumer có xe giỏi tìm đồ ăn luôn. Làm vòng đi dò. Anh em bình tĩnh để game thủ còn thi đấu này anh em. Đối đầu với BB tiểu bàn thầu. Rồi. Những bước đi dò đầu tiên là bài Sumerian của game thủ Mạnh Hào trong trận đấu này. Hai xe dò cho anh. Chúng ta có bàn máy game thủ chim sẻ với bài đấu được cầm Macedonian. Quả đầu đôi voi. Bên phía đối phương có Seng và Katha, nhưng con Max C này của sẻ thì có thể chơi được lại với con Seng với những tình huống đâm Y. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh Dan sẽ bình luận trên fanpage chim sẻ nha anh em. Anh Dan sẽ bình luận trên fanpage chim sẻ ạ. Chào anh em, hello mọi người nhá. Làm vòng đi dò thôi. Cơ cấu thì đang tạm thời là chưa có nhiều những cái đồ ăn. Hiếu đầu chưa có, tạm thời mới có một đôi voi. Đang giết sư tử đến chim sẻ. Đánh 4-4 thì... đã đánh rồi, nhưng mà nói chung là đánh 4-4 thì kết nối cả 4 máy thì nó khá là căng. Hôm trước thì chúng ta đã có một kèo 4-4 đánh với các game thủ đến từ U2K rồi. Nhưng mà hy vọng là Mạnh Hào sẽ có thể làm nhiều kèo 4-4 hơn dành cho các game thủ của chúng ta. Bài đấu mà chim sẻ nắng khá là mắc binh với hiệu đầu đôi voi và bãi quả phụ ở trong trận đấu này. Sao thấy lịch trên bình luận viên sẻ là anh mà lúc đầu thì là mình bình luận trên fanpage chim sẻ, nhưng do buổi sáng ngày hôm nay thì anh Dan bình luận kèo Nam Sông Kiêu có vẻ là hơi mất sức, nên là anh ấy xin bình luận trên fanpage chim sẻ để có thời gian nghỉ trưa. Tại vì cái sáng nay thì Nam Sông Kiêu solo với Xuân Thứ nên là sáng thì mình không bình luận, sáng nay anh Dan có bình luận. Chắc là buổi bình luận buổi sáng mất sức quá nên là anh xin nghỉ buổi trưa. Vì sẻ lên kênh sau nên có thời gian để nghỉ. Vâng, đây là con nông dân người cầm màu năm, đó là tiểu bàn thầu, thầu cánh sẻ rồi. Và bài đấu mà tiểu bàn thầu là người được cầm xe. Ai à, vậy chặn dân câu voi khá khó chịu đến từ tiểu bàn thầu. Vâng, mày giỏi lắm. Này, ui dồi ôi, nó phá một con voi rồi. Cày thế nhờ, gặp thằng thầu đầu trâu này. Rồi, bài đấu mà sẻ vừa bị phá một con voi, chúng ta vẫn có con voi khác. Đối đầu với xem với phía đối bạn luôn. Vâng, anh ơi, chiếu lại à? Tất nhiên là không rồi em ơi. Anh có thể nhìn thấy ngay giờ cụ thể ở góc bên phải màn hình bên dưới. Góc dưới cùng bên phải màn hình. Thầu nó phi, nó vẩy chặn dân câu voi, nó phi chết con voi mất rồi. Đây sẽ S đầu, và cái S đầu này có thể thì tí nữa có thể lùa bầy hiêu về để có một chiếc S nhân đôi. Ăn cả hiêu và cả gỗ ở trong trận đấu này. Quả phụ thì ở sát mép bản đồ kia đã có. Hai voi về nhà chính. Max C sẽ đối đầu với xe. Còn Mạnh Hào sẽ đối đầu với con Katha dây thủ BB. Đây là S đầu đấy, chim sẻ. Trong cái góc này có vàng và hoàn toàn có thể là một bài đấu gọi là co về cái góc này đến từ chim sẻ nhà. Đây thêm chiếc nhà BE đây, muốn co cái góc có vàng đây rồi. Rõ ràng. Và đang dò ở sau cái cánh rừng này để xem còn gì nữa hay không. Vâng, có thêm bầy hiêu đấy, chim sẻ nắng ở đây thôi. Khá là bình thường với con Max C. Quả phụ nữa thì ngon rồi. Hai quả phụ trận đấu này, ăn bãi quả bên ngoài trước. Mình nghĩ nên ăn bãi quả bên ngoài trước chứ. Sẽ vào nóng BG ăn cả hai bãi quả đây. Để đợi gỗ dồn lên ăn thêm cái bãi quả nữa và sau đó lùa hiêu về S đầu.
là hợp lý đấy, cái vụ chìm sẻ dường như bãi quả giữa hai nhà này Mạnh Hào chỉ, đúng rồi, đó là lý do vì sao mà sẻ giò ở khu vực giữa hai nhà. Mạnh Hào dường như là người chỉ bãi quả cho chìm sẻ, kích đời 8 phút 2x với 27 dân Max C. Một bài sẽ giật hốc đến từ chìm sẻ nắng, giật hốc. Đây là bãi quả, thêm bãi quả nữa thì mình nghĩ là lực của chìm sẻ nắng sẽ ổn hơn là rất nhiều. Bảy hiệu bãi quả ở đây, rồi kéo hết dân về hốc của mình luôn. Một bài có hốc đến từ con Max C. Ok, đây sẽ là BB. Bò mặt giữa hai nhà, BL sẽ đóng ở bãi vàng căng lên hai cái nhà BE kia ở cạnh con vực. Rồi giải quyết nó con hiệu này. Rồi, hiệu chết. Ổn. Đây là BB Mạnh Hào. Mạnh Hào bo hộ cho chim sẻ nắng một cái BB ở đây. Bài sẽ đánh tới 27 dân. Bên phía đối bạn là Seng và Kata. Không biết là Seng kiểu bàn thầu sẽ đánh cái gì. Rồi Hào ra đóng cái BB đây rồi. Lát nữa sẽ muốn kéo dân về sẽ phải đi vòng. Vâng, cho dân xuống sát mép bản đồ bên dưới đóng. Đây là BL. Bên dưới này sẽ là BM. Bài đấu kích đời ở trong đầu 10. Cuối 10 trận đấu này với 27 dân không cộng. Nếu thủ chim sẻ, đây sẽ là BM này. Đợi gỗ dồn lên BM. Rồi có bãi vàng cạnh đó, cái bãi vàng của sẻ sẽ là điểm yếu mà bị đội bạn khai thác vào khi cái bãi vàng này hoàn toàn có thể đứng bên ngoài và có tê bắn vào đây. Nó không giật hẳn vào bên trong. 11 phút 10 giây. Và bên phía đối phương vẫn lên đời khá sớm so với cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào. Đây là một máy Mạnh Hào, chúng ta cùng xem Mạnh Hào cũng đánh chém nốt và cầm Sumerian. Vâng, đội bạn lên đời ngang phèo nhau đến từ cả Seng và cả Kata. Bi cũng ép đời rất sớm trận đấu này. Sẻ nhiều khả năng sẽ bị chọc trước vì đơn giản sẻ là người cầm Max C dân ít máu, còn Hào cầm Sumer thì đội bạn sẽ chọc sau. BB đang ăn hoàng giữa bản đồ ngay trước cửa nhà Mạnh Hào đây rồi. Bắt đầu ra ruộng đến từ Mạnh Hào. Chúng ta cùng chờ một bài Max C cân map đến từ chim sẻ. Vấn đề chúng ta bây giờ là cần phải bo được bãi vàng. Và sẻ đối đầu bị chơi vào cả T cả giò thì phải, tôi nghe thấy có tiếng bắn gì đó. Và như vậy là máy sẻ đang bị đơ. Đây rồi. Rồi đập chết được con T phía đối phương, đây con giò BB. Chúng ta vừa xúc được con T ở tiệm bàn thầu. Sẽ chết một dân với tình huống chọc giò BB. Vẫn chưa muốn kéo tất dân này về. Lực cũng đang là khá khỏe dành cho anh thủ chim sẻ. 27/40 chưa bò được hốc của mình. Con giò thì bạn đang rất là khó chịu đây, một con giò không giáp, nhưng mình nghĩ là thầu sẽ có thêm đó là cung tê để chơi với chim sẻ nắng. Và vậy bắt giò thì từ bên thủ chim sẻ. Vâng, bắt được giò đối phương rồi, đổi giò thôi. Vâng, 1L và đóng y. Vâng, kéo dân về đã, từ từ. Đây BI đây, 1Y. Hạ chầy luôn cái BI này. 2Y. Rồi, lên chiêng đồng 3. Khi mà thầu đánh cung chúng ta là đóng 2Y luôn. Để đối đầu với tiền thủ tiểu màn thầu. Rất là cố gắng đi từ cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào. Bài Max C này hơi đáng tiếc khi mà không thể khai thác được hết cái bãi quả phụ bên ngoài. Nếu như mà khai thác được hết bãi quả bên ngoài thì nó sẽ khỏe hơn là rất nhiều đến chim sẻ. Em đang cơ cấu về nhà để ra ruộng trong hốc. Đây là khoanh ruộng đến chim sẻ. Bây giờ phải bo cái hốc mình lại bằng 4-5 cái nhà BE gì đó. Kín hốc, đây là nhà của tiểu màn thầu. Bài cũng đã khung. Hào chém được BE không? Mạnh Hào 2L. Và tham lại của anh là 33. BB đóng y thủ. Y Kata. Và Hào đang lọt nhà BB Bình Tơn. BB đang có số lạc đà ở nhà là khá đông. Với 3 lạc đà lên BB. Hào đang đẩy thêm lạc đà lên. Vâng, chém bãi gỗ đội bạn và chém dần. Đây, dần BB đã có bánh xe rồi. BB chém đi. Và những con lạc đà Mạnh Hào đang cố gắng để có thể bổ nông dân đội bạn. Thêm ruộng dành cho anh. Và đừng chém y đối thủ. 34. Lạc đà vẫn đang là rất đều lên Mạnh Hào. Còn sẻ thì sẽ có cuộc đối đầu với game thủ tiểu màn thầu. Y bắt đầu lên xiên nhà đối phương. Và quan trọng là bãi vàng của sẻ sẽ bị bắn vào. Em sẽ phải có y để kê cái bãi vàng này, tránh hiện tượng tiểu màn thầu bắn vào đây. Nhận được đồ đến từ Mạnh Hào bơm cho. Y đã chiên đồng 3 và đội bạn chuẩn bị chặt thủng rừng rồi. Con chém vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Phá vậy rất khó chịu đến từ tiểu màn thầu. Sẻ vừa mất 2 nông dân ở bãi vàng. Vâng, chưa mất con nông dân thứ 3. Y bắt đầu xiên vào nhà tiểu màn thầu đây. Y Max C. Rồi xiên rồi, vào đi. Với những con Y Max C hay Y đều như thế này và lại còn lọt gỗ tiểu màn thầu nữa thì mình nghĩ là thầu cũng sẽ khó để có thể chơi với chim sẻ. Vấn đề là bãi vàng. Vấn đề rất là quan trọng đến từ con Max C, đó là bãi vàng. Y bắt đầu lao vào bên trong rồi. Rồi xiên cung rồi, chém nông dân. Y Max C nó rất lì lên cả giáp khi mà BB cũng có bài thủ Y. Hai Y đều đến chim sẻ đang xiên nhà tiểu màn thầu rồi. Xeng lọt nhà bay hết bãi gỗ. Cũng có vẻ rất tốt đến từ chim sẻ. Bài cầm Max C. Và thầu đang chuyển cung A nhưng sẻ đang lọt bên trong. Cung A tạm thời đang buộc áo. Và đang lọt bên trong những con Y của mình. Vẫn đang xiên. Vẫn đang xiên đến chim sẻ. Bây giờ phải lọt ruộng và xiên nốt cung A kia và Y phải đẩy đều lên. Và Y và BB mang sang kê nhà cho tiểu màn thầu.
ném dân ruộng đối phương. Chọc bãi gỗ này, lọt rồi. Vâng, cung A vẫn đang là một áo đấy, kiểu bàn thầu. Thầu đang chuyển A để đỡ lại những con Y Max C. Nên ra 4 cho Y để chia sẻ. Y ra cung A đã là hai áo. Vẫn đang cố gắng 7E để lọt nhà đối phương. Tình huống 7E tốt đấy, thủ chia sẻ. Y đang có mặt ở đây. Y sẽ đang vào siêu cung A đối bạn. Lọt tiếp nhà của game thủ tiểu bàn thầu. Một tơn đâm Y phải nói là cực kỳ nhói đấy chim sẻ. Và bây giờ với cái việc mà thầu đánh thủ như thế này thì sẽ không có cái gì công vào nhà chim sẻ cả. Em sẽ để Y liên tục lên nhà đối phương. Vẫn là những con cung A hai áo đến từ game thủ tiểu bàn thầu đang phải nằm xuống. Nhưng hãy nhớ rằng đội bạn có cả Y của BB bên này. Và sẻ vẫn đang xiền và có những huống tách Y. Chúng ta đã là Y giáp 4 thì chúng ta cũng không hề xoắn những con Y của game thủ BB. Tiếp tục lọt nhà tiểu bàn thầu, tiếp tục xiền cung A đối phương. Một con Maxe đang rất hiệu quả đến từ game thủ chim sẻ với bài có hốc của mình. Một bài giật hốc đến từ chim sẻ. Đây là con Y giáp 4 của game thủ BB đang đẩy xa. Sẻ đang xiên được lực của game thủ tiểu bàn thầu rồi. Và Hào phải làm cách nào đó để chơi được những con Y của game thủ BB. Đó là một tình huống đóng phu chẳng hạn. Vâng, chơi phu cũng là một lựa chọn không hề tồi cho Mạnh Hào. Y của sẻ trong nhà tiểu bàn thầu đã gần hết. Và bây giờ thì cung A thì bạn sẽ tụ lại được. Cung A thì bạn sẽ tụ lại được. Timeline chúng ta đang đè đối phương một chút xíu. Mạnh Hào đang có timeline rất to. Trong trận đấu này thầu đang chưa tụ được cung A. Chỉ có khoảng 2 cung A đến từ game thủ tiểu bàn thầu mà thôi. Thầu đang vẩy E như bạn thấy Y Max C này. Ý giời ơi, bắn hộ cái. Mà cho mày bắn gãy cả cung luôn đấy. Được chưa? Ý giời ơi. Và chỉ có thể là đợi đi anh em hiểu không? Chỉ có thể là đợi đi. Và rất nhiều Y đến chim sẻ nắng chuẩn bị được đẩy lên. Các bạn nhìn thấy gần phải ở đây phải rơi tầm độ gần 20 con Y. Và Bi cũng đang kéo Y rút lui. Thầu thì banh bét nhà cửa luôn rồi. Nát nhà đến tiểu bàn thầu luôn. Đâm cho nát gáo luôn. Vâng, cùng giờ với cả chúng tôi thì kể cả là cung Nga được chưa. Vâng, xiên nó banh nóc luôn. Được của nó đúng không anh em. 8.000 anh em đã có mặt trên fanpage Mạnh Hào rồi. Các bạn có thể comment like share nhiều nữa được không ạ. Anh em comment gì đấy. Trận đâm Y hay như này không thấy anh em comment gì. Trời ơi, nên nở một cung Nga một nhìn nó có tội không. Vâng, nhưng mà nhìn cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ anh em ạ. Nhìn thì cũng tội đấy nhưng mà thôi cũng kệ anh em ơi. Phải giết thằng thầu này. Phải giết tiểu bàn thầu luôn anh em ạ. Giết luôn. Không để nó đẻ trứng được. Cung A xeng này, ở trong nhà vẫn có cung A kìa. Và thêm chiếc bé nữa ăn gỗ. Và tỷ số được dùng ăn cho còn 1-2 cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào. Một trận đấu quá hay dành cho chim sẻ nắng với bài Y Max C giật hốc. Vâng, xeng sủng gì tầm này nữa đấy. Mới thua 2 trận thôi mà anh em đã sốt xình xịch lên rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu chung kết thứ hai dành cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào trong buổi chiều ngày hôm nay ngay sau đây. Xeng sủng cái gì tầm này, sốt xình xịch hết cả lên. Và mọi thứ đều có cách giải quyết của nó anh em nhá. Đấy. Chúng ta chờ đợi trận tiếp theo. Thầu này còn phá voi các kiểu nữa cơ. Ghê phết anh em ạ. Chờ đợi trận chung kết thứ hai cho Sẻ và Hào ở trong xe đấu đầu tiên ngay sau đây. Chúng ta đã gỡ được một trận trong xe đấu này rồi.